Iwan, Ivan, Ấn Độ ăn mừng Ronaldo, Benzema và Neymar đến thi đấu. Sau kết quả bốc thăm, các bảng đấu AFC Champions League 2023-2024, fan hâm mộ của Iwan, Ivan và Ấn Độ mừng như chảy hội và lên kế hoạch săn vé đi xem thần tượng. Tân binh Neymar sẽ cùng Angelo đến Mumbai, Ấn Độ đá vòng bảng, bảng D, AFC Champions League với đội bóng cùng tên của Ấn Độ. Thực ra câu chuyện này báo chí Ấn Độ đã hy vọng và trông chờ từ vài tháng nay bởi khu vực Nam Á được xếp vào nhánh Tây, gồm Tây, Trung Á và Nam Châu Á. Báo chí Ấn Độ trước đó đã nhận định có thể Neymar, Benzema hoặc Ronaldo sẽ có mặt tại Ấn Độ tham dự AFC Champions League. Khi hay tin Neymar sẽ cùng câu lạc bộ Al Hilal đến Ấn Độ tham dự AFC Champions League thì mọi người mừng reo và chuẩn bị vào cuộc săn vé xem thần tượng trong trận Mumbai City tiếp Al Hilal của Neymar. Tương tự là người hâm mộ Iran cũng vui mừng khi câu lạc bộ Mazandaran của họ ở bảng D cùng với đội bóng của Neymar. Niềm vui của người hâm mộ Iran lớn hơn rất nhiều vì họ không chỉ đón Neymar mà còn đón cả hai siêu sao Ronaldo và Benzema. Đội Iran có đến 3 suất dự Champions League, trong đó câu lạc bộ Sepahan ở bảng C cùng với Al Ittihad nơi có quả bóng vàng thế giới 2022. Karim Benzema tham dự và câu lạc bộ Persepolis thì cùng bảng E với Anas của Ronaldo. Với các fan Iraq thì mừng ra mặt khi câu lạc bộ Air Force ở cùng bảng C với Al Hilal và chắc chắn họ sẽ chào đón Neymar đến làm khách.